thì cần thăm đồng thường xuyên để bón phân đón đồng kịp thời, đúng thời điểm nhằm mang lại hiệu quả tốt, giúp lúa đạt năng suất cao. Lạnh về sáng sớm cũng là kiểu thời tiết đặc trưng của giai đoạn trước Tết. Dự báo trong 7 ngày tới thì có khoảng 5 ngày là nhiệt độ xuống thấp ở Cần Thơ, nhiệt độ từ 21 đến 23 độ trời lạnh. Bà con cần phải hết sức chú ý. Vào ban ngày thì trời nắng, nhiệt độ vừa phải từ 29 đến 32 độ. Chuyển sang thời tiết ở các nơi khác tại đồng bằng sông Cửu Long, dự báo 10 ngày tới vẫn duy trì tình trạng nắng khô nhưng mà không quá gay gắt, nhiệt độ cao nhất khoảng 28 đến 32 độ, độ ẩm thấp nhất từ 60 đến 70%. Cụ thể trong ngày mai thì khắp cả Nam Bộ trời nắng mạnh, thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Biên Hòa là nhiệt độ khá nóng khoảng 34 độ, Cần Thơ và một số nơi khác sẽ có nhiệt độ dao động từ 31 đến 33 độ. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của bà con và quý khán giả. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Kính chào quý vị khán giả đến bản tin thể thao trên kênh VTV5 Tây Nam Bộ của Đài Truyền hình Việt Nam. Vào ngày 9 tháng 1 tới đây thì trận tranh siêu cúp quốc gia năm 2020 sẽ diễn ra trên sân vận động Hàng Đẫy giữa hai đội bóng Hà Nội và câu lạc bộ Viettel. Đây là trận đấu để mở màn cho mùa giải mới của bóng đá Việt Nam, và trong bản tin ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với tình hình lực lượng của câu lạc bộ Hà Nội trước trận đấu quan trọng này. Tròn một năm, Đình Trọng không có mặt trong bất cứ một trận đấu chính thức nào. Thế nên việc trung vệ này đã trở lại tập luyện bình thường cùng câu lạc bộ Hà Nội thời gian qua làm dấy lên hy vọng anh có thể góp mặt ở trận siêu cúp quốc gia sắp tới. Bởi xem Đình Trọng chơi bóng, quả thực vẫn mang đến nhiều cảm giác thích thú cho khán giả, nhất là khi phòng ngự được đẩy lên tầm nghệ thuật. Trên hàng công, mọi sự chú ý sẽ đổ dồn vào cặp tiền đạo mới là Bruno và Giovane, dù rằng những cầu thủ này vẫn đang cần thêm thời gian để thích nghi với lối chơi của câu lạc bộ Hà Nội và cả những người đồng đội mới. Tuy nhiên, trong một trận đấu ra mắt chính thức, cả hai đương nhiên đều rất muốn để lại dấu ấn của mình. Bên cạnh đó, không thể không nhắc tới những gương mặt vừa mới trở về từ đợt tập trung của đội tuyển quốc gia, đó là Quang Hải, Văn Quyết, Hùng Dũng, Thành Trung và Tấn Trường. Ngoài tài năng của mình thì tất cả đều ví như những thỏi nam châm để hút khán giả của câu lạc bộ Hà Nội tại trận siêu cúp quốc gia sắp tới. Bên cạnh Hà Nội hay Viettel thì các đội bóng khác cũng đã tích cực chuẩn bị cho mùa giải mới thông qua những trận đấu giao hữu. Giải giao hữu Tứ Hùng vừa mới diễn ra cách đây không lâu tại thành phố Hồ Chí Minh đã giúp cho ban huấn luyện các đội bóng có cái nhìn rõ nhất về phong độ của các học trò. Ấn tượng nhất phải nhắc đến đội bóng vô địch Topland Bình Định, tân binh của V-League 2021, đón tới 13 cầu thủ mới sau khi kết thúc mùa giải 2020. Và chỉ sau một thời gian ngắn, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng đã thể hiện một lối chơi gắn kết cùng với sự hòa nhập nhanh của các tân binh. Chúng tôi vẫn luôn nghĩ là chúng tôi là một đội bóng tân binh. Và với các đội bóng thực ra mạnh ở giải đấu này, họ cũng thử nghiệm rất nhiều. Và chúng tôi cũng thử nghiệm. Tôi bất ngờ về cái sự gắn kết nó nhanh hơn là tôi suy nghĩ. Còn với câu lạc bộ Sài Gòn, vị trí thứ hai ở giải đấu giao hữu cũng mang tới những tín hiệu khả quan. Sau khi chia tay đến 2/3 lực lượng đã giúp đội bóng này giành vị trí thứ ba ở mùa giải trước. Thầy trò huấn luyện viên Vũ Tiến Hành vẫn thể hiện được sự khó chịu với một lối chơi phòng ngự phản công khoa học. Các cầu thủ trẻ đến từ PVF hay những tân binh